chúng con hôm nay có nên sự lan xin đầu thầy tịnh lễ các bạn Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết Thế Tôn biểu diễn cái điều gì
nhiều hơn phi thiên thánh địa. Và chỉ có một mình trưởng lão Đại Ca Diếp chắp tay mỉm cười là trong số đại đệ tử, trong số Phật tử tham dự ở trong hội đó chỉ có một mình Đại Ca Diếp của chính mỉm cười. Cho nên Đức Thế Tôn dân hoa đưa lên hoa: ta có pháp niết bàn diệu tâm, chánh pháp nhãn tạng, bất lập phương tiện, trực chỉ nhân tâm, cố tánh thành Phật là. Đó là pháp môn được truyền thừa cho Đức Thế Tôn, không lập phương tiện gì cả, trực chỉ nhân tâm, cố gắng thành Phật quý vị là. Ngài Ca Diếp ở đâu quý vị? Ngài Ca Diếp ở tại, đang ở tại Tây Phương Cực Lạc. Người được truyền thọ, được truyền đăng đầu tiên, tổ thứ nhất, sơ tổ của thiền, Ngài Đại Ca Diếp đó hiện thời đang ở Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Đại Ca Diếp gọi là gì quý vị? Được dịch là ẩm quan. Ẩm là uống á, ẩm thật. Ẩm là uống, thật là ăn là. Cho nên cái quang minh của Ngài nuốt hết tất cả quang minh ngay. Cái quang minh gì quý vị? Cái quang minh do hóa cái công phu niệm Phật, cho nên tỏa ánh hào quang vượt thắng hơn tất cả quang minh ngày. Trong kinh Vô Lượng Thọ lấy Ngài làm đại biểu là Đại Ca Diếp của ta, tổ thứ nhất là vì trong lúc khi xưa Ngài chưa xuất gia cùng với một vị tiểu thơ, tiểu thơ thấy tượng Phật ở trong đó loang lổ lâu năm không được sửa, cho nên tiểu thơ phát nguyện lấy vàng ra để mà sửa. Ngài là thợ phát nguyện sửa không lấy công, người thì bỏ của, người thì bỏ công, cho nên cảm ứng về sao hai người đều hướng về Phật pháp, hướng về tu hành, và hai người đều trang nghiêm đẹp đẽ. Nhưng mà Ca Diếp với cái nguyện xuất gia nung nấu, cho nên nó từ giả vợ thôi, để ta đi tìm đạo trước, đến khi nào ta đạt đạo kiếm được minh sư ta về ta độ cái nhân này. Cho Ngài đi kiếm, kiếm mà gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang chờ đợi gì? Với Ca Diếp năm cái gì? Hai lần Phật an trụ, hai lần Phật thọ ý. Ngài lên đây kia toàn ngồi với tôi. Và khi Đức Thế Tôn nhậm niết bàn, Ca Diếp chưa tới kịp để cho. Và đến khi Ngài tới trong đó, Đức Thế Tôn lại thò cái tinh năng cho Ca Diếp ve vuốt Đức Thế Tôn nhậm đại bát niết bàn. Để quý vị thấy, cho nên đó Ngài Ca Diếp người hạnh đời nào cũng biết, vì Ngài Ca Diếp này là biểu tượng trong kinh Vô Lượng Thọ là ẩm quan. Người nào niệm Phật thì được đó A Nan khánh hỷ hoan hỷ, được Ca Diếp là quan minh, gương mặt hoan hỷ vui vẻ của A Nan khánh hỷ, đúng không thầy thầy ha? Anh ta thấy Đức Thế Tôn sao mọi người trang nghiêm tốt đẹp, tướng hảo lành lặn nói về ông anh của ta chứ không phải thường, nhờ cái tướng trang nghiêm của anh ta. Cho nên anh ta Phật cấm là ông đi ông mặc áo và y nó không được hở vai nha, vì tướng hảo tốt quá à. Ông hở vai trong đó người ta theo ông hết mà vậy, thật sự không hở vai cũng bị theo. Mà đằng dài,
cho người Phật mới á, cũng là đem lại chúng sanh diệt tế để chúng hai cái oan kết đó, hai cái duyên đó nó mở ra. A Nan là thánh vị thì dạy của Phật cho cái chuyện ngài cũng là mở thay quy tự là quốc bất khả tư nghị. Kinh Lăng Nghiêm, trong Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta cái gì quý vị? Dạy chúng ta niệm Phật là không gì gì cả. Anh tụng tỳ chú Lăng Nghiêm, ngũ hội Lăng Nghiêm, diệu tạm tổng tỳ thủ Lăng Nghiêm, vương thế ký hữu, tiêu ngã phương kiếp, liên đạo tụ, bất phật tăng kỳ đạt pháp thân, nguyện kim chứng quả thành pháp quân, thành đạo quân. Ngài này đó, con nguyện tiên nhập ta bà đầu chúng thành. Ngài đâu nhập cái gì? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc nhập về ta bà để đầu chúng thành. Ngài đây ở Lân Tăng Niên là hai trí tuệ là Lăng Niên mà, làm sao niệm Phật? Không có đâu cái gì à. Trong Lăng Niên đó, trong chương thứ 6 đó, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên không chương, trong 25 vị tu chứng của Đại Bồ Tát tu chứng viên không, ngài Đại Thế Chí đứng dậy lập tức 52 đồng đều đứng dậy. Tôi cũng phe của ông đó là ông đứng dậy là tôi cũng tu phe của ông cho nên đứng dậy. Tất cả vị Đại Bồ Tát không ai đứng dậy, ông tu rất nhiều, ổng tu ngon lành, ổng tu hết sảy, nhưng mà ổng tu mình nằm. Vậy nhưng mà Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy, 52 vị đồng tu đồng lời đứng dậy. Thập tính, thập trụ, thập hộ hành, thập hộ tướng, thập địa, 52 đẳng cấp đẳng nhé là gì? Đều đứng dậy, không nghĩa là sao? Tu cái gì thì tu không ra khỏi niệm Phật, làm cái hạnh gì thì làm, không có cuối cùng cũng quay về Tây Phương. Văn thù phổ hiền quan âm thế chí mã minh long thọ trí giải thiền đạo, tất cả các ngài đều quy thú về Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, xuất hưng ở cảnh giới duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thể tự tánh Di Đà lý tâm tự đời là tất cả trở về chân tâm tự tánh niết bàn diệu tâm kia chánh pháp nhãn đại kia cũng không ra ngoài pháp vô niệm Phật do cái gì là không phải đơn giản. Giảng được Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh, quý vị phải hiểu vô lượng thọ. Hiểu được cái vô lượng thọ, quý vị phải thông Hoa Nghiêm. Muốn thông được Hoa Nghiêm, phải hiểu được ý chỉ 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ra đời không một việc gì khác, quý vị. Mong rằng chúng ta mau về Tây Phương Cực Lạc Quốc như những đàn anh đó, những đại sư huynh đó. Thì con ha, mấy đàn anh thì đi trước đi cho các em nó bắt trước. Đây là không có cái mong mình, không có xấu hổ đâu cái gì à. Không có ở đó là thấp hèn đâu. Hãy hãnh diện, hãy vui vẻ, hãy hướng về Phật và chư tổ sư đại đức, chư đại bồ tát. Đây là con đường của thánh viên mãn, chánh pháp vạn tạng ở đây, bí tụy của pháp hoa ở đây, thâm ảo của Hoa Nghiêm ở đây. Đó là lời tổ sư đại đức nói là, chứ không phải thường là. Cho nên chúng ta nhìn lại, ủa sao thấy không thấy ngoài đức chút nào ha? Cái ta cũng già già, cũng lão lão, cũng
cũng nhất pháp, cũng nhu nhu, cũng không lanh lợi, cũng không sáng suốt, nhưng mà đâu có ngờ thì càng sâu đẹp. Cái cây á, cảnh kia, cành lá nhỏ nhắn, nhưng mà cái rễ nó 2-3 triệu năm cái gì là. Cái cây á, bonsai đó cái gì, coi nó nhỏ như vậy còn quý hơn cây cổ thụ là. Một cây đó mua có bao nhiêu, một cái chậu á, bonsai, cây cảnh nó cái gì, mấy chục năm là. Bởi vậy cho nên tìm có những cái tướng của mình, mà hãy nhìn cái tâm, cái căn của mình. Căn của chúng ta là đâu đó, chân thật nhất căn chúng ta là căn Phật. Bất khả dĩ, hiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh tịnh độ. Cho nên là chúng ta có được phương pháp hay, có được cảnh giới tốt, có được phương tiện tu thắng, có được pháp môn diệu dụng, một đời thành tựu chư Phật từ tán thán. Tôi độ chúng cho nó khó quá à. Lên được pháp thân Bồ Tát để ba đại A Tăng kỳ kiếp, cái pháp môn của ngài quá hay. Niệm Phật 3 năm 5 năm về đó thành đại Bồ Tát, bất hối Bồ Tát, quy vạn lữ. Có không? Ngài sao hay quá à. Cái vị coi trên tà tà ở đây, mình á không giống ai đây, đúng không? Người ta thì uy đức oai phong, mình thì cứ tà tà ha. Cho ra phần phu chính công, như vậy phần phu giả. Vậy mà ở trong đó niệm Phật về bắt tay với lại Bồ Tát đó có gì nhà niết bàn diệu tâm ngay đây. Tây phương cực lạc quốc gọi là pháp tánh độ, không phải như là cảnh giới của chúng ta bị biến chuyển về ai lại giải thích dùng cái nghiệp báo thân để nghĩ nhiều. Còn Tây phương cực lạc quốc chánh báo là pháp thân, y báo là pháp tánh, cho nên nó không biến đổi. Cảnh giới trang nghiêm thù thắng rực rỡ, một sinh hoạt của chúng ta 10 vạn ức Phật đồng. Kinh A Di Đà nói không phải đơn giản đâu quý vị, tinh hoa tiểu bộ của Hoa Nghiêm, không có kinh nào mà chư Phật tán thán. Pháp Hoa đại thừa diệu pháp liên hoa kinh đó, chư Phật tới và sai thị giả đem quà cát tới hỏi thăm Đức Thế Tôn, đúng nào? Phải rồi, cái bên thầy đúng nào? Ngài ngồi ở trong án tòa liên hoa uy nghi và sai thị giả đẹp con này đem quà tới thăm hỏi Đức Thế Tôn, coi cả thân thể thân tâm đẹp đẽ thanh tịnh không, chúng sanh dễ độ không, cho ta gửi lời thăm hỏi ngài, đúng không? Thăm hỏi ngài mà muốn lại thấy được đó mà đa bảo Như Lai đó, Phật Thế Tôn phải dùng thần thông thăng tiến cảnh giới cho hàng đệ tử Phật tử mở bảo tháp ra mới thấy Đức Đa Bảo Như Lai. Vậy mà trong kinh A Di Đà, Đông Phương Di Khổ A Xuất Đệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quan Phật, Diệu Âm Phật, Năm Từ Phật, các ư tỷ quốc xuất quản đường thiện tướng, biến phố tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, xuyên tán bất khả tư nghị, công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh là. Quá hay là Phật sai thị giả tới hỏi thăm Phật, vậy mà Phật dùng cái báo thân tướng lưỡi rộng dài biến phú tam thiên đại thiên thế giới nói lời thành thật, không nói giả, không nói phú tiện. Ta đây cùng chư Phật xưng tán bất cả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, cho người nào niệm Phật cầu vãng sanh. Quá hay là
ông thầy Kinh A Di Đà nói nó là thầy à, chứ không phải á. Chúng ta mở lòng bừa bãi đâu, cái việc không tin đọc lại tôi sáu phương tổng cương lĩnh để thu hành thành Phật tử. Đông Phương Thái Tử mà, à Đông Cung Thái Tử mà, sắp sửa lên ngôi phải ở Đông Cung, chứ không có được Nam Tây Bắc gì đến, phải ở Đông Cung. Cho nên đó, người đó sẽ thành Phật, người đó sẽ thành vua. Vậy chúng ta làm thế nào thành Phật, làm nó thế nào thành phu, thành đó vua, kết quả như thế nào? Bất động Phật, vững như đồng, không lay chuyển một pháp môn, nhất môn năm đồng, trường kỳ vô tung. Tu cái gì? Tu pháp thần, báo thần, ứng hóa thần. Dùng cái gì tu? Diệu âm Phật mà tu. Diệu âm Phật là gì quý vị? Được Phật Đại Di Đà là diệu âm hết đó. Kinh Vô Lượng Thọ nói là các ư vị quốc, thử phương, tha phương, tứ đệ, thành Phật được danh là diệu âm Như Lai. Cho nên bây giờ có rất nhiều diệu âm cư sĩ đó ha, mình tạm tạm lấy danh là diệu âm cư sĩ về Tây Phương Phật Thọ Tí cho là thành diệu âm Như Lai. Và dạo về cũng thành Phật à, lão lão như vậy cũng thành đại bồ tát à, uy đức không có cũng phổ độ chúng sanh rồi. Nhiều thế tất cả thì ai tin được? Ai là con thì nghe nó khắp từ đầu nói ăn nói bậy bạ, tu chưa đâu mà đòi vãng sanh, tu chưa được mà đòi thành Phật. Chúng ta tin lời Phật chưa? Phật tán thán, Phật ca ngợi, cái đạo lý quá sâu, cái tâm chúng ta quá siêu, kẹt một cái là làm sai, sửa lại cái gì vậy? Ai ngờ, nào ngờ, đâu có ngờ, chúng sanh vốn chỉ đầy đủ trí tuệ, năng lực, đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra thế này. Cho nên đâu biết ta đâu là Phật không có thể ở một tâm cao ngạo tự cao cho mình là giáo chủ mà nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Không phải chúng sanh sẽ thành Phật mà chúng sanh đã thành Phật. Những bậc quân bậc thù tự tánh muốn thành con chỉ cần khai mở ra thôi. Cái đài cái gì mở bực máy mở đài là được rồi, cái gì không bực máy thì có mà không biết mở đài, chính cái đài nghĩa là thập pháp giới, cái đài lục đạo mà mở không biết đài Phật mà mở ra, cảnh giới trước mắt của không thể tạo nên được. Chúng ta tin lấy thần chứ, tin lấy khí linh linh thiêng của sông núi đi, nương về sự hộ trì của cha ông tổ tiên, của thần linh, của giống nòi, của dòng giống lạc tộc. Chúng ta từ đó vươn lên cái gì? Hãy vươn lên cá hóa lâm đi, đừng cố mà đi bơi á, tôi cũng thẳng ở những cái đầm, những cái vùng, những cái hồ, hãy vươn qua đi, vươn qua ải thì sẽ thành hóa long, sẽ bay lên trời là, sẽ thành thăng long là. Đây quý vị, nước Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, địa hình địa lý thật là cảnh tú sơn thành, thật là linh thiêng cả một dải Trường Sơn, như con rồng uốn lượn bay nhảy và ngự yên ở miền Nam, à, hạ xuống ở miền Bắc và thăng lên ở miền ở Hà Nội. Chúng ta cũng như vậy, nhất định phải thăng hoa, nhất định phải thăng tiến, phải vươn lên
đừng có để cái cảnh giới nó đập phá để giữ chân chúng ta. Hãy luôn tâm ông cha sẽ tiếp chân với chúng ta, Phật sẽ giao kim đài, Bồ Tát tràng phan bảo đại, Phật phóng quang nhiếp họ người niệm Phật chân chánh đó về Tây Phương cực lạc. Chỉ có một đức thôi, liên hoa phi tiếu mỉm cười hoa thị với sự chọn lựa đứng đắn rốt ráo cố gắng chân thật của chúng ta. Ngài Ca Diếp làm đại biểu, ta đem niệm Phật hào quang sáng tỏa, đại chúng nương về đức hạnh tôn nghiêm của Đại Ca Diếp cùng nhau niệm Phật thủ pháp được quang minh nhất thiết. Trong kinh Thập Sở Sanh nói cho chúng ta, quang minh của người chân thật niệm Phật 20 dặm đến 25 dặm đường bán kính đó, chứ không phải u tối như vậy đâu. Cho nên quý vị nhìn kỹ lại coi, người nào mà thật niệm Phật đó, mặt mày nó sáng sủa, mắt nó long lanh, miệng mỉm cười, thân thể nhẹ nhàng, bước đi thanh thoát khinh năng, tâm trí hoan hỷ vui vẻ sáng suốt, phá đi tất cả tà tri tà kiến, những ám chướng kết cấu trong tâm của mình, tỏa đi cho vạn vật môi trường. Cho nên tôi đặt cho những người thật sự Phật đó là nàng tiên. Cứ mỗi buổi sáng á, cái cô tiên này cô đi ra vườn ra nhẹ, cô cầm cái đũa tiên đó cái gì, cô bỏ cái ăn đi đặt vào bỏ cái nó xanh lên, cô gõ một cái nó trăng ra, cứ gõ một cái chúng sanh hoan hỷ vui vẻ. Một câu niệm Phật của quý vị phổ độ nhất thiết chúng ta, không phải đơn giản. Cái đũa tiên đó còn có phạm vi, còn có phương tâm phương diện, còn câu búa niệm, câu niệm Phật của quý vị phổ biến thập phương là một ý niệm châu biến pháp giới, một ý niệm xuất sanh vô tận, một ý niệm bao hàm hữu không là, hữu là lượng xa châu giới, không là tâm bao thái dương, tâm bao thái dương lượng châu xa giới. Quý vị cất cánh theo quang minh vô lượng của đức Phật châu biến pháp giới là quá là diễn, quá là hay. Chứ mà ngồi đó mà để thổi lò, để mà cho cái đống lửa của chúng ta nó phát lên, chiếu được đâu quý vị. Ánh lửa le lói của đâu đó làm sao bằng hỏa diệu sơn, bằng làm sao bằng quang minh của Phật. Hãy hòa với quang minh của Phật đi, đâu là quang minh của Phật, đâu là quang minh của mình. Đừng có phân biệt, vì mình với Phật là một không hai đâu. Chúng ta chịu nhận Phật trong tâm, chúng ta chịu nhận mình là Phật, con của Phật là. Cho nên 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm phạm hội, ngày đêm giữ lực. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì buồn, không biết tại sao mà 25 lấy 10 ông cũng được rồi, tại sao mà nó không lấy hơn, không lấy bớt, lấy 25 vị. Quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm đó quý vị, khai trí tuệ là Lăng Nghiêm cũng 25 vị đại Bồ Tát, lục căn, lục thức, lục trần, 3 lần 6 18 cộng với 7 thất đại nữa thành 25. Tất cả cảnh giới căn trần thức và địa đó, các ngài đều bảo hộ cho chúng ta thanh tịnh an ổn, cho chúng ta khỏi phiền não nè, cho chúng ta hoan hỷ vui vẻ như vị Phật tương lai Di Lặc Bồ Tát.
người thì mất mắt, người thì mất mũi, người mất tai, tất cả nào đều hoan hỷ vui vẻ, đều bảo hộ cho tâm của ngài thường tu bình đẳng tâm để thành hỷ viện tướng đại. Cho nên Đức Di Lặc chưa hề mất độ cười, cái gì là chưa hề mất độ cười. Một vị Phật tương lai ai vậy? Thưa, chính là quý vị, những vị Phật tương lai hoan hỷ quan Như Lai, thường giữ quan Như Lai, siêu nhập vị quan Như Lai, bất tư nghị quan Như Lai, đại diện quan Như Lai, tất cả 12 quan minh đó biểu lộ cái tự tánh niệm Phật hiện phát ra. Cho nên nhiều niệm Phật tự nhiên nó biến đổi, tâm anh như thế nào thì hình tướng hoàn cảnh môi trường quanh sẽ chuyển biến như thế đó. Lấy đại ca diếp, lấy khánh hỷ, Anan là khánh hỷ mà, trong đó đại ca diếp còn được dịch là liễu mãn tế, giác rõ hiểu rõ được căn bản vi tế của mình. Cho nên từ cái ý niệm chuyển thành A Di Đà Phật thì thành tựu hết tất cả cái gì, tâm này đã là Phật, thị tâm thị Phật, tâm này lại chịu niệm Phật, tâm này đang làm Phật đó, và tâm này sẽ thành Phật đó. Trong quán vô lượng thọ kinh nói chúng ta thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó. Quý vị quá hay là hạnh siêu phổ hiền đang bị ngạc là dài dài như vậy, ngân ngân như vậy à, trong đó phúc báo á không có cao quý như vậy, tầm thường như vậy, lại tin lại nguyện lại y giáo thụ hành, vượt hơn Bồ Tát phổ hiền để mà qua đến bờ kia. Qua đến bờ kia tại sao không phải về Tây Phương hơn phổ hiền Bồ Tát đâu, nhưng mà phổ hiền Bồ Tát đến ngôi vị đẳng giác mới á phát tâm bản thành. Còn chúng ta phe ta của chúng ta đây không bằng ai, cũng đòi bày đặt tin, bày đặt nguyện, bày đặt y giáo phụng hành, trung thành niệm Phật, cũng bày đặt vãng sanh, cho nên về đó bình đẳng như nhau. Tây Phương Cực Lạc Quốc là nhất chân pháp giới, thế giới không có phân biệt dài ngắn không ai, trong ngoài không ai, lớn nhỏ không ai, trong đó uy đức với không uy đức không ai, tất cả đều là pháp môn bất dị. Cho nên về đó thân tướng của vị tương đồng với Phật, trí tuệ của chúng ta không thua gì đại Bồ Tát, thân thông diệu dụng bất cả từ 48 lời đại nguyện của Đức Thế Tôn, của những A Di Đà Phật nói rằng thiên nhãn động thị, thiên nhĩ tuyệt thính, tha tâm thông, thần tức thông, lậu động thông, tất cả lực thông đều đầy đủ. Hàng A La Hán, Đức Chi Phật, Bồ Tát quyền thừa cũng thua đại đệ tử của Phật thiên nhãn A La Lực đó, chỉ nhìn thấy được một Phật quốc tam thiên đại thiên thế giới. Vậy mà chúng ta không những là thấy 10 vạn ức Phật độ, mà có thể đi tới 10 vạn ức Phật độ. Wow, đi trong buổi sáng à? Buổi sáng chúng con lấy cái giỏ đường hoa cúng dường thập phương chư Phật 10 vạn ức Phật độ, sau đến giờ ăn quay trở về rồi sáng sớm đi cúng dường rồi ăn liền, về ăn liền, ăn xong rồi toàn thực kinh hành, khỏi đi làm, no nê rồi đó nghỉ ngơi chút, đi ăn dạo,
thiêu hót, suối reo, nước chảy, gió thổi đều nhắc nhở sắp sửa vô giảng đường. Nhớ lại học hôm qua nhà, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nhà, nhớ tu nhà ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề Phật, bát thánh đạo Phật nha. Tỉnh lại nha, rồi vô nghe đại giảng đường của Đức Phật A Di Đà mà ngài khai thị cho nghe là bên trong sinh hoạt của chúng ta chỉ có vậy thôi. Ngao du ở sơn thủy thì đi cúng dường mà, vừa đi du lịch mà vừa tạo phúc báo. Còn đây chúng ta đi tham quan thăm viếng du lịch mà sao quý vị là trả được cái gì? Chỉ tạo được niềm tin lúc xưa ở đây có tổ, nhưng lại còn có mô tổ ở đâu không thấy, không thấy đâu không thấy đâu, còn có mô tổ hoang vu lên thắp một cây nhang tưởng nhớ đến tổ con thật là vô phúc. Đó, sanh trước sanh sau không thấy Phật không thấy tổ, bây giờ gặp người nhớ lại tổ hay nhà thôi thắp nhắc nên khóc nén nhang để tưởng nhớ ngài. Còn về tây phương thì theo xuống xa xuống chính quần áo lụa là như là đi có cái bài hát mà đi em đi chùa hương đó cái gì theo là cái gì là sáng sớm tinh sương thì nó rồi em đó để cái con gà đó mặc đó yếm đó em đó. Rồi em đi hết cả ngày mới tới chùa Hương. Thôi các anh ơi đừng có nói em còn nhỏ lắm. Sao? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc không hay là con người nào trí tuệ thần thông năng lực đều đầy đủ. Cho nên cái gì đó lụa là xuống sinh đem cái hoa nào mã đà hoa. Mã Đà La là cái hoa cái vị thích nhất. Con thích cái cành hoa hồng tươi thắm rực rỡ, có mùi hương của lan, không có gai. Đã năng là ở trong đó đem những cái đó hoa hồng này để mà đưa đến cúng Đức Như Lai. Thì con thích đó là hoa trang, hoa lan nhẹ nhàng mà không có yếu ớt, đó là mong manh như cành hoa lan. Chúng ta đem cái cành hoa đó, đem bát đá hoa đó tươi thắm hương thơm mà chúng ta thích nhất đó, tự nhiên cảm rớt vào nảy được hoa một cái gì cái gì hoa thấy không, mà đi lên đó nhanh quá hoa vô héo là biết chưa, hoa hồng nó héo cho nên mình thấy wow cái đó hoa hồng tuyệt diệu quá, cúng dường lên cho ngài này hoan hỉ vui vẻ là thế nào. Còn qua cái vị á đi đón chào pháp sư rồi đã mỗi tuần một đóa hoa dành nhau dựng nhau rồi chen lấn lẫn nhau, có nhiều cành hoa nó thê thảm, nó bùi bùi rớt xuống đất và Phật tử dẫm lên nó. Ai nhà pháp sư chưa cầm được cái cánh hoa này nó đã lộn vào xuống đất rồi. Và Tây Phương Cực Lạc cũng không có đâu cái gì, tất cả đều trang nghiêm cùng trang tùy duyên hóa nghiệp, chúng ta cúng dường lên nó một đẩy hoa, hoa biến thành hoa cái phủ cả một khoảng không gian, cái đó hoa nó hộp lại úp xuống chúng ta ngửa lên thấy cả khung trời đều hoa thơm. Hoa cái đâu quý vị, trong kinh nói là hoa biến thành hoa cái đâu là vật tỏa hương thơm ngàn mùa. Đức Thế Tôn ngồi ở giữa cùng với hai vị đại sĩ là phụ tá của Phật đó, đó là giống như Đức Thế Tôn thì có A Nan Ca Diếp, thấy không? Tỳ Lô Giác Na thì có Văn Thù Lỗ Hiền, A Di Đà thì có Quan Âm Thế Chí, còn các vị Phật pháp cũng có hai vị đại sĩ ngồi hai bên. Chúng ta hoan hỷ cúng dường lên, Phật vui vẻ
đưa tay đón nhận biến thành hoa cái. Sau đó chúng ta ngước nhìn chắp tay chưa nói lời gì Phật quý cha. Hồi cúng dường rồi, xin nhờ Phật khai thị một nơi điền để cho tâm ý vô minh của con được sáng rỡ. Phật mỉm cười an tọa với các con là và ngài phát quang minh phóng hào quang phổ chiếu chúng sanh thuyết vi diệu pháp. Cúng dường như vậy 3 ngày phúc huệ xong tu đầy đủ viên mãn. Còn đây quý vị thấy thấy khổ cái gì, trời mưa trời gió cô châu những thầy bãi bỏ hay là tiếp tục, trời ơi khẩn trương của quý vị à. Phật tử tới rồi bao nhiêu đoàn tới mà gió thổi phong ba bão táp mưa gió làm rào thì khổ cho Phật tử lắm, mà cũng ngại cho pháp sư lắm. Cho nên hay là mình tiếp tục đó hay là mình dời đây, thôi lỡ lên á, lên á lưng rồi thì phải cởi tới nơi đi, đừng có trùng bước lại, hãy tiến tới với một cái gì đời này phải về đây xuống, tiến tới với một tâm chân thành đời này phải gặp Đức Phật A Di Đà mới thỏa được tài là. Chúng ta bỏ Phật chứ Phật không có bỏ chúng ta. Nếu làm sao chúng ta chịu quay về, tâm ta có Phật, tâm Phật có ta, tâm tôi có quý vị, tâm của quý vị có tôi. Cái điều này được chứng minh rằng hiển hiện trước mắt chúng ta, tâm tôi có quý vị là phải ha. Tôi thấy quý vị là già trẻ lớn bé là uy đức lên đức hạnh quý vị là trong tâm tôi có cảnh trí của kỳ giả viên này, tâm tôi có cái vị Phật tử hiện tại chất pháp này, tâm tôi có vị đại đức trụ trì với cái tâm chân thật này, với cái tâm hiền hòa này, tâm này đâu có bị người thiểu số chưa bị ô nhiễm đó là có sự tốt đẹp này. Tâm quý vị có hình dáng của pháp sư bao nhiêu năm mà mơ ước bây giờ hiển hiện cho nên tâm tâm tương ứng. Bây giờ chúng ta chuyển lại lên cả tâm tôi có Phật, tâm quý vị có Phật. Đức Phật đang dân hòa vì tiểu là cười mỉm cười là mà đây giao chúng ta chánh pháp giải tạng là niết bàn diệu tâm là bất chỉ phương tiện trực trị nhân tâm của các thành Phật. Tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, không cần phương tiện gì hết. Tâm có Phật, tâm niệm Phật, tâm thành Phật. Cho nên tâm của vị nhất định phải có Phật. Pháp môn đã truyền trả lời rồi, quý vị có nhận không? Nhận đó thì miễn nụ cười như ta nhiếp đi. Ai làm gì thì làm, chúng ta cứ chắc tay A Di Đà Phật. Vậy cái khó cái gì đâu cũng khó đâu là cái gì nhẹ nhàng ngu ngu khờ khờ tìm tìm lành lành chất phát một chút chân tâm ôi là A Di Đà Phật. Tôi ngu, tôi khờ, tôi dại, tôi không biết, tôi chỉ biết có A Di Đà Phật thôi. Quý vị đó mà có tâm này, hay là quý vị không có tâm này, quý vị hướng về Phật, quý vị thấu được nghĩa, hay quý vị quay lưng với Phật, không thấu được ý chỉ của Phật sư thế, trong tâm Phật vẫn thường còn chưa tạm, chưa hề dứt đi.
không phải chúng ta quay lưng lần này cũng kệ mặt kệ này, bây giờ nó đi bùi đầu rồi, cho nó chết sống gì cũng không có nè. Ngài vẫn ở trong tâm của Ngài, vẫn thương tưởng, vẫn nhớ mong, vẫn mong rằng nó quay về. Cho nên quý vị quay về một cái ngày vui biết mấy là, ây là ta đón đợi, ta chờ mong cái ngày này đã lâu rồi, mà thái tử cứ biền biệt, cứ vui chơi, không tin tưởng. Thôi bây giờ thái tử đã tin rồi, cao thủ nào nội ơi, hãy nương theo, hãy thương ta, hãy vì ta mà xuống bảo hộ thái tử đi, giúp cho lục căn của thái tử được an lành, giúp cho lục trần của thái tử không nguy hiểm, giúp cho lục thức của thái tử thánh thiện hiền hòa, giúp cho thất đại của thái tử điều hòa trang nghiêm, dẫn ngài về đây để ta thọ tiếp cho thỏa lòng mong ước ngài. Quý vị ơi, Phật đợi chúng ta quá lâu rồi kìa. Bạch Ngọc Hào, cổ kim bất bụi, ánh bạch hào từ xưa tới nay vẫn chưa tắt, ánh hải đăng trong bão bùng nổ vẫn chiếu sáng. Ráng cố gắng hướng về Tây, ráng cố gắng hướng về chân, ráng cố gắng giữ tâm thanh tịnh, vì luôn luôn có 25 vị đại Bồ Tát hộ trì cho lục căn, lục thất, lục trần và thất đại của quý vị được tốt đẹp. Cho nên đường đi về của mình đừng sợ gì, chỉ một cái lòng tin, chỉ một cái nguyện, chỉ một cái nhận, hãy cố gắng đi, nhận mình là thái tử, nhận mình là công chúa đi, khởi đại tâm, phát đại nguyện, hành đại hạnh và chứng đại quả. Dòng giống Phật mà, đâu phải con dòng cháu tiên đâu quý vị, dòng giống của Như Lai rồi. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh nhiều như thế này. Tổ tiên cửu huyền thất tổ đang đợi chúng ta ở linh thiên trời đất núi non, đang chờ chúng ta rồi. Hãy khởi đại tâm đi, hãy phát đại nguyện đi, hãy hành đại hạnh đi, hãy chứng vào đại quả. Đây nó là tứ hạnh như thế nào? Khởi đại tâm, quả đại bao la như Đức Phật A Di Đà, quan trung cực tôn, Phật trung chi vương, ba đời mười phước phẩm, A Di Đà Phật nhất, cổ phẩm độ chúng sanh, uy đức vô cùng tận là, chư Phật đồng tán thán, giáo chủ đạo sư của chúng ta. Cho nên khởi được cái tâm này, còn đâu nhà ông không giống lâm cũng giống cánh. Hôm nay thì giống một chút nha, phải tương tự một chút, tuy nó dơ một chút, tuy nó hè chút, đâu có ngờ nó tắm lên một cái đất đai cầm lao bụi bặm nó tươi hiển hiện ở trong đó hình như ánh hiện cái tướng của thái tử đó, là cái tướng của người niệm Phật. Cho nên giáng đi đừng có bó mặt, đừng cái nguyện của Phật 48 đời đại nguyện phổ độ chúng sanh, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cũng
phẩm hàm linh đăng thủy ngạn, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cứ như vậy mà phát lên, cứ như vậy mà nguyện lên, cứ như vậy mà hành là đã thành đại hạnh rồi. Thưa quý vị, đại hạnh ở chỗ này là quý vị về được lấy ngôi vị thái tử, tất cả nước non thần dân đều do quý vị cảm quan. Bao nhiêu hạnh, bao nhiêu kết quả, bao nhiêu ở trong đó phương pháp chỉ đạo để mà hành hóa, để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên mình trở về rồi có quy tích năng lực, và khi quý vị hành được bằng tạc rồi, đã đỡ rồi, giống thái tử rồi, thì sao? Vua cha truyền ngôi cho chứng đại quả, tuyên bố trên tất cả chư hầu, bây giờ thái tử đương kim hoàng đế, lấy biển nước biển của tứ hải, lấy dùng phép quán cảnh tưới vào cảnh của thái tử, từ bi quán cảnh, chư Phật tới hỗ trợ, chứng minh hoan hỷ đa tụ, và nương nhờ thần lực của vua cha, của chư Phật uy đức đó đem lấy để mà phổ độ chúng sanh, chứng đại quả. Bởi vậy cho nên chính niệm của chúng ta, kể là ai cho dở dở, ai cho hèn hèn, ai cho nó thấp thấp nhất, không biết làm gì, không biết tu cái gì, không biết dùng đại hạnh gì, chỉ biết niệm Phật thôi, thì chúng ta có người làm vì là Phật. Còn những cái việc này thì Phật mới cảm nhận, Phật mới hộ về. Còn chúng ta làm cái gì, Phật tự làm, lắc đầu chưa thành được, chưa đủ. Cho nên trong kinh nói về đề của kinh Lăng Nghiêm thì nói như lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư bồ tát đại hạnh đại thủ lăng nghiêm. Tựa đề của kinh Lăng Nghiêm là nói cho người như vậy, đó là như lai mật nhân, đó là tu chứng liễu nghĩa, đó là chư bồ tát đại hạnh, đó là đại thủ lăng nghiêm, tình cảnh của Phật, tất cả những quy tích, tất cả những mắt tâm một tối tâm, từ đó nó về đây niệm Phật là tinh hoa của lăng nghiêm. Quan Thế Âm đã dạy chúng ta từ qua cái người ta, Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Hộ Lát, mà ngài lại đi niệm Phật A Di Đà. Anh mời nó biểu trong âm phẩm của môn đó có việc nói nha, phạm âm hải thiều âm đó là thắng bỉ thế gia âm thị cố tu thường niệm 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 vật sanh nghi vật là đừng đó đừng có nghi ngờ ha. Quan Thế Âm tịnh dạy chúng ta điều quan thế hệ đó, dạy bảy mà ngày đó ngày trong đó không có dấu kiếm mà không có nói ngày niệm Phật A Di Đà, tâm ngày đó dùng cái hạnh này để độ chúng ta, tâm ta vẫn nhớ Phật A Di Đà, tâm ta vẫn thường niệm A Di Đà, tâm ta vẫn phổ độ chúng sanh không hề xa. Ta dạy chúng sanh niệm Quan Thế Bồ Tát, mong rằng chúng thấy được biểu diễn của ta, quay về niệm Phật A Di Đà, thì quả nguyện ước của chúng ta là ta phổ độ chúng sanh không ngoài Nam Mô Tây Phương Tràng Phan Hậu Bảo Cải Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Tràng Phan. Nguyện của Quan Thế Âm cho quý vị, nếu mà chúng ta vô được cái niệm A Di Đà thì là con kéo kéo nó giờ mới vô được cửa nở quá à. Anh trong đó ta chuẩn bị báo cho A Di Đà Phật tới tiếp nhận nó tới cổng rồi. Cái việc xem nào,
cho nên là tìm đại pha hậu mở đái Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện ước của Ngài không ngoài phổ độ chúng ta, tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cứu độ ta khỏi tai nạn đâu, không phải cứu độ trong cái nước đó, nước biển ngập lụt đâu, mà đây cứu độ chúng ta. Cho nên ở cảnh trí này trong thiên tai lũ lụt đang khởi lên lại, hai tảng băng Bắc Cực Nam Cực nó đang dâng lên lại, khí hậu của địa cầu đang không nóng nặng, bão tố sẽ hung dữ hơn lên, nước non sẽ dâng trong đó, cho nên nó ngày sau này nhận kéo chúng ta phổ độ chúng ta để ngày nay quý vị Phật tới tiếp dẫn. Quý vị ở miền núi đó chưa biết bạn nào mà lên trong này quý vị thủy tinh mà dân nước sơn tinh sẽ hiển hiện để mà dân núi, biển tới đâu núi cao hơn tới đó, là để cho chúng ta an định, để chúng ta an toàn, để chúng ta vững vàng chờ trực thành tử vong. Lời tôi mong ước làm sao thầy trụ trì pháp đại tâm, thấy không? À, khởi đại nguyện, hành đại hạnh, rằng là một cái chỗ thanh tịnh cho chúng ta đưa vào mà tu, một cái cảnh Tây Phương ở nhân gian, không phải chấp ở đây, không phải nắm ở đây, mà là một cái trạng và sắc kia. Mong rằng có sự thành công tối thắng giống như sơ tổ, chúng ta sơ tổ dùng kinh Vô Lượng Thọ để mà ngài tất cả thành viên, tất cả hội viên, tất cả liên hữu họp về đồng Phật sạch. Cho nên chúng ta bây giờ cái duyên tới kinh Vô Lượng Thọ được ngài hạ liên quy cái Phật này, vì ở trong đó Phật Đức Phật Thế Tôn thuyết nhiều lần, không mất cái duyên của chúng sanh, cho nên ngài thuyết nhiều lần. Mà những cái bài thuyết nó mỗi lần như vậy khác nhau, cho nên không biết kinh Vô Lượng Thọ này có đúng hay không, không biết tu quyển nào, không biết tu bộ nào, cho nên nó cao tăng đại đức đã kết tập lại 3 lần 4 lần chưa như vậy. Cảm ứng phổ hiền đại sư tới kết tập lại hạ liên cư, thật ra chính là phổ hiền bồ tát tới kết tập lại. Trong cái phẩm á, trong cái Vô Lượng Thọ phẩm thứ nhì, đức tôn phổ hiền đệ nhị hàm trọng tôn tu phổ hiền đại sĩ chi lý, cho nên cái pháp môn của ta về Tây Phương Cực Lạc quốc mà chúng không thấy, cho nên ngài ứng cơ cảm ứng hiền để hội tập cho người, và ngài hội tập thành 48 đại nguyện, hội tập thành 48 phẩm tương ứng với đại nguyện của đức giáo chủ 48 đại nguyện phổ độ chúng sanh. Nếu không phải phổ hiền bồ tát không làm được việc này đâu, khi không phải người thường nó sẽ làm được này. Còn đại lên thế chí đang ngày làm cái phẩm đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chướng, trời cái pháp môn của tôi á ngon như vậy mà chúng không biết, chúng không hiểu, chúng không tin, cho nên ấn quan đại sư là hóa thân của đại thế chí bồ tát tới này, nó phải thể là cái nghề của cái này là phổ nhã sanh đại thế chí, thì ông đại thế chí phải tới, ngài của ngài là cái nghề của ngài là phổ hiền, thì phổ hiền bồ tát phải tới thông qua giám quan mặt đầu cái vị là còn một phần phu của hộ tập, thì cái này đã cạn, ngài hộ tập ngài định cái này dùng lý bộ giáo dục không chấp nhận tu cái bài đó
rất nhắn chịu đi. Tu những bài khác rất nhắn chịu. Cho nên nhất định bộ kinh Vô Lượng Thọ này là bộ kinh trụ thế 9.000 năm. Tất cả kinh điển khác đã diệt rồi, chỉ còn kinh Vô Lượng Thọ này trụ thế thêm 100 năm nữa thì được. Giờ chúng ta đừng nhớ lương theo tổ, lương theo chư vị Đại Bồ Tát. Nếu mà cái duyên thành tựu, ráng phát tâm, ráng niệm Phật cảm ứng để cho chánh pháp hiểu được, từ nơi này hoàn truyền ra tất cả các nơi trong trong tâm tâm công đức của vị tối thắng bất khả tư nghị. Đừng có thường Phật pháp vượt không gian, vượt thời gian. Chỉ cần chúng ta phát tâm, tâm muốn sẵn có này, căn bổn vẫn là căn của Phật ra. Nếu không phải là căn của Phật, không phải là thái tử, anh có năng lực gì mà đại thần phải quy phục? Thái tử, đại thần mới quy phục. Vì thái tử chưa có gì mà đại thần mấy cung linh la viễn linh tâm phật phụ từ oai, từ xa chúng ta linh đón thái tử một vị tâm phật, một vị phật mới phụng chiếu từ bi quy đức của phụ phương về đó để nhận chỉ cái việc. Cho nên là ngài đó Trung Phong Thiền Sư gọi là hãy giữ thánh thân, hãy chuẩn bị để lên kiệu về phụng chiếu với Vô Giác, viễn minh tâm phật phụng từ hoài, quá hoài linh, quá uy vi, quá thật quý vị, trang nghiêm hùng tráng cảnh giới giáo chủ của chư thánh chúng tới tiếp dẫn chúng ta thân siêu tuyệt hơn cả những người khác. Giáo chủ thâm tinh tới rước là quý vị đừng có sợ bị ăn hiếp, có gì đừng có sợ ma mới bị ma cũ ăn hiếp. Giáo chủ dẫn chúng ta về nè con a con a đây á, liên hệ mới tới nè, em út mới tới nè, quý vị hãy chiếu cố, hãy quan tâm, hãy dắt dìu để cho chúng ta cùng tiến bước. Giáo chủ dặn dò như vậy, chư đại sư thanh tịnh đại đại chúng một lần nhất định sẽ chiếu cố. Giáo chủ không nhắc nhở thì chư thanh tịnh đại đại chúng cũng đều chịu thua, không có sai đâu quý vị. Cố ráng về đi, ráng cố gắng chân tín, thiết nguyện trung thành niệm Phật không ngừng, một công niệm Phật từ sáng đến tối, từ tối đến tối không hề dứt, tay không rời chuỗi, miệng không rời niệm, từ đây đến ngày lâm chung viên mãn, không hoài nghi, không xét đạp và không gián đoạn, thì quý vị là một đời này thành tựu là không khó đâu quý vị. Thì hôm nay thì cũng có nhân viên tới đây, cho nên có vài đôi lời đó nè, chúng ta cùng nhắc nhở nhau, khuyến tính nhau, thấy không? Rồi cùng nhau nắm tay dắt bước, cùng nhau nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc, không đi đâu hết. Ra về Tây Phương rồi cái biển muốn đi đâu cũng được, không sao, hãy về Tây Phương rồi con nhớ ta bà quá, bà con thân thường chưa cố Phật vẫy tay thôi con về đi. Ngài trang bị chúng ta cái giác nhận được, Ngài cho chúng ta biết là từ đâu tới, và cho chúng ta biết sẽ về đâu, và cho chúng ta biết thông minh trí tuệ sáng suốt biện đại dùng pháp đàn để kéo bà con cô bán. Cho nên nó cứ gặp Đức Phật A Di Đà rồi hãy tính, chưa gặp thì từ từ thôi.
tùy duyên, nghe không? Đừng có phán duyên, cứ tự tại mình về trước là tốt rồi. Bà con mắt là có duyên rồi cái gì à, miễn làm sao có duyên, Phật độ người có duyên, ác cũng là duyên, tốt cũng là duyên, thiện cũng là duyên, xấu cũng là duyên, miễn có duyên là đại độ, còn vô duyên á ngày chưa độ được, nhưng mà ngày sẽ gieo duyên, chúng ta nhất định sẽ là bà con cô bác cũ quyền tất tổ đang mở mộ, người ta đang khổ, thôi chúng ta cho một tiền, thôi lên khỏi trời để đợi tôi, đợi tôi giá về xin phép rồi tôi xuống, đừng có ở dưới đất khổ nè, tiền nè, phúc báo chi, công đức chi không được phúc báo chi, thôi thở ra đi, thở ra đợi tôi chúng ta về, trong nên cũ quyền tất tổ cảm ứng được giải thoát, đợi chúng ta ở trên cõi người cao quý, ở trên cõi trời thanh tịnh mà chuẩn bị để chúng ta xuống giáo hóa, dạy dỗ, thuyết pháp, và họ cũng tin tưởng niệm Phật cầu sanh hình mình tu an nhiên. Thì chúng ta phải làm cách để mà thiền ngồi đứng và chúng ta cùng nguyện.